Rồi, rất vui mừng là được gặp lại các em học sinh khối 10. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái bài số 4 mà hôm trước thầy đã giảng được một nửa. Thì hãy nhớ hôm trước là thầy có giao cho các em một bài ha, một cái bài tập mà về nhà đó. Một bài tập về nhà là các em không biết là đã làm chưa. Thì bây giờ các em nhìn vào cái bài mà hôm trước để thầy sửa. Bài hôm trước thầy cho này là fill it of the blanks of the summary below with a suitable words from the reading passage. Đó. Tức là điền vào mỗi cái khoảng trống của cái đoạn tóm tắt bên dưới với một từ thích hợp từ bài bài đọc. Thì trong bài này thì chúng ta thấy là đây là một số là từ thứ nhất là gì? Read, chúng ta học rồi. Read có nghĩa là gì? Đọc. Từ thứ hai, write, viết. Số 3, disable, khuyết tật. Thứ tư, effort, nỗ lực. Từ thứ năm, opposition, tức là sự phản đối. Số 6, time consuming, mất thời gian, tốn thời gian. Từ số 7, math, nghĩa là gì em? Môn toán. Số 8, arm, là gì em? Bàn tay. Tiếp tục số 9, finger, ngón tay. Từ cuối cùng proud tức là tự hào, đúng không các em? Rồi. Vậy bây giờ thì để đầu tiên mà để mà làm cho nó tốt thì thầy cũng phân tích sơ qua cái khoảng trống. Thì đầu tiên là mình có là 25 rồi gạch cái children. Vậy chỗ này children là danh từ, vậy trước nó thì chắc chắn mình phải điền gì mình? Một tính từ, đúng không các em? Một tính từ. Mà trong cái bài của chúng ta tính từ thì chúng ta thấy có mấy tính từ đây. Thì thứ nhất là thầy có là read là động từ ha, write động từ, disable khuyết tật là tính từ là một, đúng không các em? Rồi tiếp theo time consuming là hai, đúng chưa? Vậy là chúng ta có hai cái tính từ. Vậy thì giờ quay lại vào khoảng trống nè, 25 đứa trẻ, 25 đứa trẻ gì đây? Theo các em là gì? Vậy chắc chắn mình phải điền từ là gì em? 25 đứa trẻ gì bị khuyết tật, đúng không nào? Rồi, vậy là gì? Thầy có số 1, mình sẽ điền là gì em? Disable. Vậy là 25 đứa trẻ khuyết tật có cơ hội được học. Đó, học cái gì đây? Trước trong bài chúng ta là học gì? Vậy là how to. Vậy trong này sẽ là một gì em? Một verb. Verb and. Vậy là gì? Cấu trúc and là giữa hai từ đó là phải gì song song với nhau, tức là phải dùng giống nhau. Nếu now thì phải là gì? Cả hai now, verb phải cả hai verb, active thì phải cả hai active. Vậy trong này là mình có theo bài là gì em? Là verb đúng không? Vậy là gì? Những đứa trẻ này có cơ hội để mà học gì em? Học đọc đúng không nào? Vậy là gì? Chỗ này sẽ là gì từ? Một động từ, tức là gì? Reader. Và và gì em? Đọc và viết đúng không? Rồi vậy là thầy sẽ có từ gì? Write. Rồi, thầy phân tích tiếp. Thanks to the, thanks to the tức là nhờ, nhờ ở cái gì đây nhỉ? Của một cái giáo viên trẻ. Theo các em là nhờ ở gì đấy? Vậy chắc chắn là để mà dạy được học sinh đọc và viết đối với những học sinh khuyết tật này là phải nhờ sự gì em? Sự nỗ lực. Vậy chỗ này sẽ là một danh từ. Thanks to the, chỗ này là một danh từ. Vậy thì danh từ thầy sẽ có nè. Thứ nhất là từ gì? Effort, sự nỗ lực. Opposition, danh từ, sự phản đối. Đúng không? Math, môn toán. Arm, bàn tay. Finger, ngón tay. Đó, vậy mình có bốn từ đó. Vậy thì bốn từ đó nếu mà xét về ngữ nghĩa thì chúng ta chỉ có một từ gì? Effort là gì? Phù hợp nhất, đúng không nào? Rồi. Phạm Thu Thủy. Đó, tức là nhờ sự nỗ lực của một giáo viên trẻ là cô Thủy. Although her idea, mặc dù cái ý tưởng của cô ta thoạt tiên, effort lúc đầu gặp phải. Vậy chắc chắn chỗ này cũng là phải một gì em? Danh từ sau dưới từ này. Rồi gặp phải, bây giờ mình còn ba danh từ, tức là opposition là một ha, math là hai, arm là ba, finger là bốn. Chúng ta còn bốn danh từ đúng không? Vậy thì trong này nếu mà xét ra là gặp phải gì đấy, chắc chắn là mình phải chọn về mặt ngữ nghĩa thì chúng ta sẽ có từ là gì? Opposition đúng không? Tức là gặp phải sự gì? Phản đối. From the parents of the disabled children. Đó, tức là gặp phải sự phản đối từ bố mẹ của những cái đứa trẻ khuyết tật. More children attended her class later. Thì đã có nhiều đứa trẻ tham dự, tức là học cái lớp đó sau này. Rồi,
Tiếp cái đoạn thứ tiếp theo là the teaching work in a special class, đó là cái công việc dạy học trong một cái lớp học đặc biệt thì. Đấy. Vậy thì trong này thì theo các em là gì đây? À, chắc chắn sẽ là một gì đây em? Một tính từ rồi. Đấy. Vậy thì bây giờ là mình còn mấy tính từ nhỉ? Mình hồi nãy mình điền disable rồi. À, vậy bây giờ còn một tính từ nữa là gì? Time consuming. Đúng không các em? Đó, tức là lớp học đặc biệt này thì gì? Tốn thời gian. For example, chẳng hạn in a trong một tiết học. Rồi giờ tiết học gì đây? Chỗ này chắc chắn sẽ là gì đây em? Nào rồi, tiết học gì đây? À, tiết học toán. Vậy là mình sẽ gì chọn danh từ là gì? Trong này chỉ có mỗi từ toán là phù hợp nhất thôi. Vậy là trong một tiết học môn toán. The teacher has to use her. À, giáo viên phải sử dụng cái gì của cô ta? À, và trước mình học trong bài đọc đó, là giáo viên sử dụng cái gì để miêu tả nhỉ? À, sử dụng. Trong này mình còn mấy danh từ nhỉ? Thứ nhất là gì? Finger, arm, còn tờ map mình điền rồi nè, opposition rồi nè. À, vậy là gì? Chắc chắn là gì? Arm, đúng không em? Cánh tay, dùng bàn tay. Đấy, her arm, and. Đó, và gì đây? Ngón tay. Đó, finger, tức là dùng bàn tay và ngón tay. To teach the children, để dạy những đứa trẻ how to add and subtract. Đó, những đứa trẻ cách đọc, à, cách cộng và trừ. Những đứa trẻ bây giờ. Đó, bây giờ thì mình còn có mỗi một từ là gì em? Tính từ là gì? Proud. Những đứa trẻ bây giờ thì gì? Tự hào và gì? Vui vẻ. À, vậy mình còn mỗi từ cuối là gì? Proud. Đó. Rồi, vậy thầy đã sửa xong cái bài mà hôm trước thầy giao về nha. Đó, bây giờ các em lắng nghe tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo là gì? Cái bài số 4 là Special Education. Tiếp theo, chúng ta qua cái tiếp theo. Bây giờ thầy đố các bạn biết. À, mình ôn lại một chút nha. Thầy có 3 từ. Và bữa trước mình đã học rồi đó ha, 3 từ trước mình học rồi. Thì theo các em ở dưới này là gì đây? Là chữ gì? À, đầu tiên nè, đó là em thấy là cái từ gì đây? Cái hai cái chấm ngang, một chấm dọc ở dưới. À, thì theo các em là gì? Là gì em nhỉ? Là D đúng không? Rồi tiếp tục hai cái chấm chấm xiên ngang từ trái qua. Đúng không em? Nó sẽ là E, đúng không? Rồi. Tiếp tục nè, có một chấm tròn. Đó, là gì? Là A. Rồi và cái cuối cùng hai chấm dọc đó và một chấm gì ngang ở phía trên. Vậy là gì? F. Vậy từ này sẽ là gì đấy? Điệp. Đúng không nhỉ? Đó, rồi từ thứ hai tương tự ha, mew. Rồi từ thứ ba theo các bạn đoán là từ gì? À, vậy mình cũng có hai cái chấm tròn song song nè, là gì? À, rồi vậy là mình có này, điếc nè ha, câm nè, và hai cái chấm dọc là gì? Là b. À, là b. Rồi tiếp tục nè, cái chữ gì đây? Ba cái chấm dọc nè, đó là một cái xin ngang nè. Vậy thầy sẽ đoán, mình đoán luôn là gì em? L đúng không? À, vậy là thì thầy cho là B rồi, L rồi. Tiếp tục là gì đây? À, Y đúng không? Y đó là mình có nè. Tiếp theo vậy là gì? Sẽ là chữ gì? Blind. À, mình sẽ có từ tiếp theo là gì? Blind. Vậy là gì? Điếc, câm, mù. Còn bạn nào muốn nghiên cứu kỹ hơn nữa ha thì cứ về nhà chúng ta học thuộc lòng cái bảng cái của nó ha. Rồi. Bây giờ thầy giới thiệu qua ha, những cái nhân vật này có lẽ là một số em cũng đã biết rồi, nhưng mà cũng có một số em mà chưa biết ha, những cái nhân vật mà mình có thể nói là khuyết tật đấy, có thể dùng là cái từ là khuyết tật đó ha, nhưng mà họ đã vượt qua ha, họ đã nỗ lực, rất nỗ lực và vượt qua và trở thành những cái nhân vật có ích và những cái người mà như thế nào em, có tài, thật ra như là những nhân tài đấy. Rồi cái người đầu tiên là Nguyễn Ngọc Ký. Đó, em thấy không? Nguyễn Ngọc Ký là cậu bé Nguyễn Ngọc Ký đấy. Hồi nhỏ thì thầy cũng hay đọc cái chuyện này rất là hay. Thì cái người mà đã, em thấy cái đôi chân của ông ta chưa? Người mà đã viết bằng chân, đã viết bằng chân. Và sau này trở thành gì? Thầy giáo. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Rồi cái người thứ hai, thẳng hàng song song đó, là gì? Phương Anh. Thì Phương Anh là gì? Các em nhìn thấy ngồi trên xe lăn đó, nếu như bạn nào mà hay xem phim trên TV mà cái chương trình Cất Cánh đó, thì các em sẽ thấy rằng là có cô này, là cô Phương Anh, là một cái người mà được mệnh danh, người ta gọi là gì, cô bé xương thủy tinh. À, xương thủy tinh. Tại sao lại nói như vậy?
bởi vì là xương cô ta rất là giòn à, em biết là xương giòn thì dễ gãy mà, đấy, cho nên là cô ta cũng ngồi xe lăn đó và cô ta hát rất là hay đó. Và cái người thứ ba là gì, Lê Văn Công, thì chắc là những ai mà đam mê thể thao thì đều biết ha, Lê Văn Công vận động viên cử tạ vừa rồi những cái cuộc thi mà Paragame đó ha, thì là cũng là gì là đã đạt nhiều huy chương rồi. Và cái người thứ tư song song đó luôn, Đỗ Thúy Hà. À, Đỗ Thúy Hà thì các em thấy là cô ta đang nhìn mình này, nhưng thật ra là cô ta là bị khiếm thị ha, khiếm thị ngoài lái ô tô hay xe máy các thứ ra không biết, còn lại tất cả việc gì cô ta đều làm được hết, rất là nhanh nhẹn như một người bình thường. Thì hiện nay cô ấy là gì, chủ tịch hội người mù của quận Đống Đa Hà Nội đấy. Rồi cái người tiếp theo ở dưới nữa, Beethoven, thì chắc chắn ai cũng biết rồi ha. Beethoven là gì em, là nhà soạn nhạc nổi tiếng ha, người Đức. Thì ông này ông bị điếc từ lúc lên năm, thì thực ra là bị viêm tai giữa nhưng mà do bố mẹ không để ý cho nên là sau này bị điếc. Nhưng ông ta soạn nhạc rất là hay, những cái bản nhạc của ông ta đặc biệt là những cái bản giao hưởng đó. Rồi tiếp theo người nữa là gì, Bray số 7 đó. Bray thì mình biết rồi ha, Louis Bray thì thầy không nói tới nữa. Và tiếp theo Nick Vujicic thì cũng biết rồi, ai cũng biết, tức là xem tivi đó ha, cụt tay chân đó, nhưng mà ông ta rất là thanh thoát, rất là nhanh nhẹn đấy. Thì thầy giới thiệu qua những cái nhân vật đấy thì rất là họ đã vượt qua được những cái khuyết tật của mình đó mà vươn lên trở thành những người có ích. Đây đây tức là hình ảnh này là nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, tức là thầy giáo nhưng mà được vinh danh là nhà giáo ưu tú đó các em, không phải dễ đâu. Cái thầy cô bình thường là khác, rồi phấn đấu nữa lên là nhà giáo ưu tú và phấn đấu nữa lên thành nhà giáo nhân dân đấy. Thì đây là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký viết bằng chân và kể chuyện với học sinh về ý chí rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội trong một cái tiết ở một cái trường, và cô giáo người ta đang phỏng vấn đấy. Rồi bây giờ mình qua cái phần tiếp, tức là bây giờ thầy có 5 câu hỏi. Read the text again and answer the question. Read the text again and answer the question. Number one, who is the teacher of the special class in the text? À, ai là giáo viên của cái lớp học đặc biệt trong trong bài? À, cái này nói tới chắc ai cũng biết. À. Number two, how many children attended the class in the first week? À, có bao nhiêu đứa trẻ tham gia lớp, tức là học là cái lớp đó vào tuần đầu tiên? À, number three, how many children are there in Thủy's class? And who are they? À, có bao nhiêu đứa trẻ trong lớp học của cô Thủy? À, chúng là ai? À, number four, why didn't the parents take their children to attend the class at first? Tức là tại sao bố mẹ của gì? Những cái đứa trẻ này là gì? Không tham gia lớp học lúc đầu. Tức là tại sao những bố mẹ của đứa trẻ này không cho chúng tham gia lớp học thật đầu. Right, number five, how did the teacher teach the children how to add and subtract? À, tức là gì? Giáo viên đã dạy những đứa trẻ cách cộng và trừ như thế nào? Ok, đấy. Đây, vậy bây giờ mình quay ra từng câu một nha. Bây giờ trước khi trả lời thì các em đọc qua, đọc lại cái bài, nội dung cho thầy, đọc lại nội dung bài để mình lấy thông tin ở trong đoạn nào đấy, là cho thầy biết. Đấy, các em mà xem kỹ lại bài đi một lần nữa. Được chưa? Đấy, bây giờ mình qua câu hỏi nhất nha. Who is the teacher of the special class in the test? À, vậy theo các em là ai? Ai là giáo viên của cái lớp học này? Thì ngay cái đoạn đầu là mình đã nhìn thấy rồi, là gì? Cô Thủy đúng không? Thì không cần phải phải nhìn vào bài nữa.
Rồi, vậy là Phạm Thu Thủy is the teacher of the special class. Tức là cô Thủy là giáo viên của cái lớp học đặc biệt này. Rồi, number 2. How many children attended the class in the first week? Tức là có bao nhiêu đứa trẻ tham dự cái lớp học trong tuần đầu tiên? Đấy. Thì là gì, có bao nhiêu đứa trẻ tham dự trong tuần đầu? Thì bữa trước mình cũng đọc rồi, hồi nãy mình cũng đọc đấy, là bao nhiêu đứa? Thoạt đầu thì có mấy em? 5 đứa, đúng không em? Chỉ có 5 đứa trẻ thôi, đúng không? Rồi, vậy là chỉ có 5 đứa. À, only 5 children attended the class in the first week. À, vậy là chỉ có 5 đứa là tham dự cái lớp học. Rồi, câu thứ 3. How many children are there in Thủy class and who are they? Tức là có bao nhiêu đứa trẻ ở trong lớp của cô Thủy? Chúng là ai? Đó. Vậy thì cái này mình xem lại bài nha, có bao nhiêu đứa trẻ nha. Phải đầu tiên là có 5 đứa này, thì sau này là bao nhiêu đứa? À, thì theo các em là bao nhiêu đứa? À, sau này là 25 đứa đúng không nào? À, và chúng là những cái đứa nào? Đứa bị gì? Bị khuyết tật, mù cầm điếc đấy, đúng không? À, vậy là phải có này. There are 25 children. They are disabled children. Some are deaf, dumb and mentally retarded. Đó là có 25 đứa. Đấy, chúng là những đứa trẻ khuyết tật này, một số thì điếc này ha, số thì câm này và gì, thiểu năng trí tuệ. Đấy, chúng ta xem lại bài nha. Đây là chúng ta nhìn cho thầy cái đoạn thứ hai, đoạn thứ hai cái dòng đầu này. At first there were a lot of opposition from the parents of disabled children. Đó, thấy chưa? Rồi, ngay cái dòng thứ hai đó tiếp theo đó. They yielded to believe that their children could not learn anything at all. Đúng không? Đó, tức là họ tin rằng những đứa trẻ không thể học được thứ gì. Đó, ngay cái dòng thứ hai và thứ ba của đoạn gì? Đoạn số 2. Đúng không? Đấy. Rồi. Bây giờ thầy có câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. How did the teacher teach the children how to add and subtract? Tức là giáo viên dạy những đứa trẻ cách cộng và trừ như thế nào? À, thì cái này nếu mà các em đọc kỹ cái bài thì là gì, cô ta sử dụng gì nhỉ? À, sử dụng bàn tay này ha, rồi bắt đầu ngón tay này ha, rồi cô ta biểu diễn là gì? Xòe ra từng ngón một, từ 1 cho đến 10, rồi ngược lại là gì? Lại nắm lại cũng vậy ha, nắm lại lần lượt từ 10 còn 9 còn 8 còn 7 chấm 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 cho tới gì? Tới 1, đúng không? À, là gì? She raised both arms and opened up her finger. Cô ta đưa hai cái bàn tay mình lên rồi mở ra, mở cái ngón tay ra từng ngón, one by one, từng ngón một, until all 10 stood up, cho tới khi gì, cả 10 ngón hết. She then closed the finger one by one. À, rồi thì cô ta lại gì, gập lại từng ngón tay một. Đấy, đúng không? Trong cái câu số 5 đấy. Rồi giờ ta cũng vậy, xem bài này ở chỗ nào đây. Xem cái đoạn số mấy đây. À, cái đoạn cuối cùng này ha. Đoạn cuối cùng các em thấy này. Dòng thứ hai đấy, during a math lesson, she raised both arms and open her finger. Đó, dòng thứ hai. À, giờ one by one until all 10 stood up. Đó, dòng thứ ba. She then closed the finger one by one. Đó, chưa? Đấy, tức là gì, ngay cái đoạn cuối đó, cái dòng thứ hai, dòng thứ ba này. Đó, thấy chưa? Rồi, đó là cái phần mà cái câu năm cái câu trả lời của thầy đã xong. Rồi bây giờ thầy qua cái phần after you read, thầy có này, look at the activity. Which one do you think would be difficult for blind, deaf and mute children? Đó, các em suy nghĩ cho thầy. Tức là nhìn vào những hoạt động đó, thì những cái hoạt động nào mà bạn nghĩ rằng là sẽ khó khăn cho người mù, người điếc và người câm, cho những cái đứa trẻ đó. Rồi thầy có này, câu thứ nhất hoạt động này, thứ nhất là sing a song, có nghĩa là gì các em? Hát một bài hát đúng không? Rồi thứ hai nè, pronouncing word, tức là gì, phát âm từ. Số 3 này, writing a letter, tức là viết viết chữ. Thứ tư này, listening to music, lắng nghe nhạc. Số 5 này,
phoning friend, đúng không? Tức là điện thoại với bạn bè, điện thoại cho bạn bè. Số 6, reading book, đọc sách. À, số 7, watching television, à, xem TV. Đấy, rồi thầy có cột thứ nhất là gì? Deaf. Cột thứ hai là mute, là dumb. Nhất là cột này là điếc nè. Thứ hai là gì? Đứa trẻ gì? Câm nè. Cột thứ ba, blind, tức là mù, đúng không em? Đấy, là giờ các em suy nghĩ đi mấy phút, xong rồi cho thầy biết xem là gì sẽ khó khăn cho đối với những người nào. Được chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, bây giờ thầy có cái đầu tiên là sing a song, hát một bài hát. À, thì là theo các bạn là gì? Ba dạng ha, điếc nè, câm nè, mù. Thì là sẽ bạn nào sẽ gặp khó khăn? Hát thì chắc chắn là gì? Người câm không thể hát rồi, đúng không? Mù hát được không? Được. Điếc hát được không? Được. À, vậy là gì? Là gì em? Đấy, là cái người câm, đúng chưa? Sing a song. Rồi, bây giờ thứ hai, pronouncing word, tức là phát âm những từ, đọc từ. Cũng vậy ha, thì giờ người điếc có thể đọc không em? Vẫn có thể. Người mù được không? Vẫn được. Nhưng mà người câm có đọc được không? Câm thì làm sao mà nói, đúng không? Vậy là gì? Người câm luôn. Rồi, số 3, writing a letter, à, viết chữ. À, viết thì người nào gặp khó khăn đây? À, viết thì cái người mù thì không thể nhìn thấy rồi, đúng không em? Cái người mù không thể nhìn thấy thì làm sao mà viết, đúng không? Trừ trường hợp là mình sử dụng gì, các cái trường hợp mà chữ lỗi các thứ đấy thì là khác. À, vậy là gì? Cái người mù. Rồi, lắng nghe nhạc, à, lắng nghe nhạc. À, lắng nghe thì theo các em là gì? Ai khó khăn? À, điếc, câm, mù. Mù nghe được không? Được. Câm nghe được không? Được. Vậy là gì? Anh điếc, điếc sao nghe được, đúng không? Vậy là gì? Sẽ là người điếc. Rồi, điện thoại cho bạn ha, điện thoại cho bạn cũng thế, không em? Nó điện thoại tức là phải nói mà câm thì làm sao mà nói được, đúng không? À, vậy là mình sẽ có là gì? Cái người điếc ha, là không thể nào mà nói được. Rồi, cái thứ tư, à, cái tiếp theo, reading book, đọc sách. À, đọc sách thì theo các em là ai? À, đọc thì là gì? Mù, đúng không em? Mù thì không đọc được. À, điếc vẫn có thể, câm vẫn có thể, đúng chưa? Rồi, vậy là gì? Cái người mà điện thoại là gặp hai vấn đề ha. Thứ nhất là điếc là không điện thoại được này ha, câm không được này ha. Rồi còn đọc sách là gì? Cái người mù, đúng không em? Là không đọc được, là khó khăn đó, nha. Rồi cuối cùng là xem TV. À, xem TV thì ai cũng vậy, cái người mù thì làm sao mà xem được, đúng không? Đấy. Rồi, tức là cái bài này là gì? Mình xong nha. Các thầy ôn lại nè, thứ nhất là gì khó khăn nè, là hát một bài hát thì là gì cái người câm là khó nè. Cái khó khăn thứ hai là cái người mà gì phát âm từ cũng là gì cái người câm. Thứ ba là viết thư thì là gì khó khăn đối với người mù. À, lắng nghe nhạc thì là gì người điếc, đúng không? Điếc thì không nghe được rồi. Rồi điện thoại cho bạn thì người điếc và gì người câm. À, câm thì không thể nói lại được, có thể anh nghe được nhưng anh không nói lại với bạn được. Rồi, đọc sách thì đương nhiên phải có mắt mới đọc được. À, thì là gì khó khăn đối với người mù. Xem TV cũng vậy, tức là mình dùng thị lực đối với người mù. Đấy. Rồi, cái bài này là chúng ta xong. Bây giờ thầy có một bài tập. À, bài tập dành cho các bạn, bài tập điện từ nha. Bài này thì nó hơi khó một chút, thì các em phải lướt qua cái bài xem nói về cái gì nha. Rồi, tức là choose the correct words to complete the passage. Đó là chọn từ đúng để hoàn tất đoạn văn. À, rồi thì mình có sơ sơ qua này, the New York Institution, tức là cái viện ha, viện New York này dành cho người mù thì .. vào năm 1831. À, rồi thì các em có này, câu số 1 này, thầy có 4 đáp án này: A, discover ha, B, founded, C, located, D, provided. À, thì theo các em là đáp án nào đây? Thì nếu mà nhìn qua chúng ta thấy có này, A là gì khám phá, đúng không? B là thành lập, C là gì tọa lạc, D là gì cung cấp. À, vậy thì chỉ có gì
Đáp án B là gì được thành lập phù hợp nhất, tức là thành lập hoặc sáng lập vào năm 1831, đúng không em? Vậy tôi có đáp án B là đáp án chính xác. Right. About 5 years after Louis Gray had developed. À, tức là khoảng 25 năm sau đấy, sau khi mà Louis Gray đã phát triển cái gì đó, hệ thống chữ viết dành cho chấm chấm chấm. À, vậy là hệ thống chữ viết này của ai? Về câu 2 mình có này A, the, B, this, C, his và D là it. À, vậy thì mình có là gì em? Theo các em là cái nào? Vậy trong này là hệ thống chữ viết của ai? Của ông ấy, tức là ông Louis Braille đó. À, vậy chắc chắn đáp án C, đúng không nào? Rồi, câu số 3. À, hệ thống chữ viết dành cho ai đây? Số 3 thì có này, deaf, người điếc, B, mù, C, câm, D, disabled, khuyết tật, đúng không? Vậy là hệ thống chữ viết này là dành cho người gì em? Người mù, đúng không nào? À, vậy là trong này là đáp án B. Rồi, câu thứ tư. À, nó là một trong những trường học đầu tiên ở gì? Ở Hoa Kỳ mà cung cấp một cái chương trình gì đó cho trẻ. À, vậy là gì cung cấp một cái chương trình gì đây? Mình có bốn cái, educated, tính từ educating, education và educational. À, vậy là chúng ta sẽ có là gì em? Một cái chương trình giáo dục, đúng không em? Giáo dục đặc biệt dành cho trẻ gì? Chúng ta có đáp án là gì? D, tính từ nha, mình có educational, tức là cái chương trình giáo dục cho những đứa trẻ mà bị mù hoặc đó, số 5 nè, mù hoặc là gì đây em? Đây có này, visually, mentally, hearing badly. À, A là thị lực đúng không? B là gì? Thiểu năng. À, C là nghe. Rồi D là tệ. À, vậy chỗ số 5, vậy chắc chắn là người mù hoặc là gì em? Người bị kém về thị lực. Ha, đó, vậy là mình sẽ có đáp án gì? Đáp án A. Rồi. À, early in the 20th century, the name, tức là vào đầu cái thế kỷ 20 thì cái tên nó thì gì đó đối với gì? Cái viện, viện New York. À. Rồi, vậy số 6 thì có rename này ha, là đặt tên ha, adjust, kiểm soát ha, change, thay đổi, develop, phát triển ha. Vậy là mình có gì đây? The name của gì đấy? Số 6 theo các em là cái nào đấy? Đã được gì? Được thay đổi, đúng không em? Được thay đổi thành. Đó, tức là gì? Cái tên ở viện đó là thay đổi là cái viết tắt này đó, thành một cái gì đó ha. Vậy là mình sẽ có đáp án là gì? C. Rồi, số 7. À, trường đặc biệt để thay đổi thành một cái viện gì? Giáo dục đặc biệt ha, giáo dục đặc biệt này cho gì? Để phản ánh tốt hơn, duy trì tốt hơn cái gì đó, mở rộng. Rồi, vậy số 7 mình có này, school, program, C, system, hệ thống, D, founder, cái người sáng lập. À, vậy thì là gì em? Dành cho trường học. Cái này chắc chắn sẽ đáp án là gì? Sẽ là đáp án A, đúng không? School. Đó, century, the name was school to the New York Institute, tức là đầu tiên là như vậy, rồi sau là người ta đổi lại như thế. Rồi, tiếp tục số 8, vậy là mình có số 7 này, tức là cái viện đó đầu tiên dành cho người mù thôi, nhưng mà sau đó là gì, nó phản ánh tốt hơn, nó mở rộng, tập trung, gì dành cho nhiều đứa trẻ hơn, tức là gì, khác, tức là những cái khuyết tật khác nữa, chứ không phải dành riêng cho mỗi người mù. À, vậy chỗ số 8 là mình có này, impairment, issue, handicap, disability. À, là mình có này, vậy là cái nào em? Theo các em là cái nào đây? B là bị thương ha, cái A là gì? Impairment là khuyết tật ha, C cũng vậy, và D là gì? Cái khả năng khiếm khuyết về một cái khả năng nào đấy. Vậy mình có đáp án gì? Đáp án D. À, rồi, vậy là cái bài này là xong. À, cái bài này là mình làm xong. Rồi, thầy có bài tiếp theo. Thầy qua bài số 2 thì thầy sẽ cho các em chọn trắc nghiệm nha. Choose the one word or phrase A, B, C, or D that best complete the sentence or substitute for the underlying words or phrase. Đó là chọn cái từ hoặc cụm từ A, B, C hoặc D mà gì hoàn tất cái câu hoặc là thay thế cho những cái từ ở trên hoặc cụm từ ở trên. À, thầy có đầu tiên là A nè, delegate express strong to the scheme. Rồi, vậy theo các em là gì đây? A, expression, B, emotion, C, opposition, D, passion. Vậy là ủy ban này đã bày tỏ gì đây em? Bày tỏ gì đây? À, sự phản đối đúng không nào?
Rồi, vậy là mình sẽ có đáp án là gì? C, đúng không? Sự phản đối. Câu số 2, some of the more time consuming job can now be done by machine. Một số cái công việc mà tốn thời gian bây giờ có thể được làm bằng máy. Cái từ mà tốn thời gian thì theo các em ở dưới này là cái từ nào cùng nghĩa với nó? Mình nhìn thấy A là taking much time, B taking little time. A là nhiều thời gian, B là gì? Ít thời gian, đúng không? À, rồi C là gì? Lẻ. D là gì? Không ảnh hưởng bởi cái gì đó. Rồi vậy là mình sẽ có gì? A là cùng nghĩa, đúng không nào? Và ta có đáp án A. Rồi câu số 3. He had not developed mentally as much as other at the same age. Anh nhớ như thế nào? Đã không phát triển trí tuệ như những người khác cùng tuổi. Rồi anh ta là một đứa trẻ. Đứa trẻ gì đây? Thì theo các bạn là đứa trẻ gì? A. Mentally ill. Tức là bị gì đây em? Thiểu năng. B. Mentally retarded. C. Mentally alert. D. Mentally restricted. Vậy là gì? Mình sẽ có là gì đây? Đáp án nào? Đáp án B. Mentally retarded. Tức là gì? Thiểu năng và trí tuệ. Rồi. Thầy có 3 câu tiếp theo. Câu 4, câu 5, câu 6 là các em về nhà tự làm. Thầy giao cho về nhà tự làm. Thầy cũng gợi ý qua ha. Câu số 4 này. Tổng thống bày tỏ cái sự gì, niềm đau ha, khổ đau gì sâu sắc đối với những cái chết do bom đó, cái từ sorrow này đó, các em chọn bốn từ dưới này đồng nghĩa, các em điền vào. Rồi câu 5, he invented a new kind of wheelchair folder. Anh ấy đã phát minh ra một cái loại xe lăn đặc biệt dành cho chấm chấm chấm. Rồi A, B, C, D. A là người gì? Thất nghiệp. B, người nghèo. C là gì? Người khuyết tật. D là cái người bất hạnh. Rồi câu 6, in spite of her deafness, thay vì mặc dù bị điếc nhưng cô ta đã chơi violon rất là giỏi. Đó, rồi mình có từ deafness thì các em sẽ chọn dưới này này. A, không có khả năng nói. B, không có khả năng thấy. B, không có khả năng nghe. Rồi D là gì? Vậy gì? Thiểu năng. Vậy thì mình chọn bốn từ đó, từ nào đồng nghĩa. Được chưa? Đấy, là các em về các em làm cho thầy cái ba cái câu đó còn lại nhé, ba câu còn lại đấy. Rồi bây giờ thầy có ôn lại ha, thầy ôn lại cho các bạn bốn câu mình ôn lại về bài nhé, bốn câu ôn lại bài. Câu thứ nhất nè, what prevent the children from having proper schooling. Điều gì đã ngăn cản những đứa trẻ tới trường? Thì theo các bạn là gì? Không nhìn vô văn, bài văn ở nhà bây giờ thuộc rồi đó, mình tóm tắt lại. Điều gì ngăn cản nhỉ? Chắc chắn là gì? Theo bài là gì em? Sống trong gia đình nghèo, đúng không? Bởi vì nghèo quá thì làm sao mà có tiền đâu đi học. Câu số 2, what did Miss Thủy use to teach the children to add and subtract? Cô Thủy sử dụng cái gì để dạy những đứa trẻ này học cộng và trừ? Thì cũng vậy, hồi nãy mình cũng lướt qua rồi, trong bài là sử dụng gì đây em? Bàn tay và ngón tay, đúng không? Cô ta chỉ dùng bàn tay ngón tay của tấm minh họa. Vậy là gì? She used her arm and finger. Còn cụ thể hơn là gì? Mình làm rồi, đã xè ra từng ngón một. Rồi câu số 3, how do the children feel after attending class? Những đứa trẻ này cảm thấy như thế nào sau khi tham dự lớp, tức là sau khi học? Thì đương nhiên là khi mà nó mù câm điếc mà giờ nó học, nó biết đọc, biết nghe, biết nhìn. Rồi vậy là gì? Chắc chắn là tự hào rồi. They feel proud, đúng không? Trong bài văn là cảm thấy tự hào về một thế giới mới đang mở ra cho chúng, đúng không? Rồi câu thứ tư, the Miss Thủy like her teaching job. Có phải cô Thủy thích công việc dạy học này không? Theo các em có thích không? Chắc chắn phải thích thì mới làm được công việc này. Còn nếu không, không bao giờ dạy được hết. Nếu không yêu trẻ con. Rồi, vậy là yes, she does. Đấy. Rồi bây giờ bài tập về nhà, thầy giao bài tập về nhà nha, là các em có nè, thảo luận cho thầy. Câu thứ nhất, what could happen to the disabled children if a special class were not organized for them? Điều gì sẽ xảy ra cho những cái người khuyết tật, cho những đứa trẻ khuyết tật nếu như một cái lớp học đặc biệt này không được tổ chức cho chúng? Đó. Câu số 2, why couldn't the parents give their disabled children an education? Tại sao bố mẹ lại không thể gì cho những đứa trẻ khuyết tật này học hành? Đó là hai cái câu này về nhà các em thảo luận và làm cho thầy nha. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thầy hẹn gặp lại các bạn vào tiết sau.